Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến khá phức tạp tại Long An, số ca lây nhiễm COVID-19 liên tục được ghi nhận trong nhiều ngày qua, kéo theo đó là các trường hợp có liên quan cần được lấy mẫu xét nghiệm cũng tăng cao. Trước tình hình trên, ngành y tế tỉnh và các địa phương đang đẩy mạnh năng lực lấy mẫu, củng cố và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ làm công tác lấy mẫu từ tỉnh đến cơ sở. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo, nhân lực đã được đào tạo tập huấn và tự đào tạo hướng dẫn tại chỗ về kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Tính đến nay, toàn tỉnh hiện có khoảng 1.000 cán bộ đã được đào tạo, tập quấn và đủ năng lực thực hiện lấy mẫu. Với công suất trung bình, một người sẽ lấy được 120 mẫu trên một ngày. Do đó, với số lượng nguồn nhân lực hiện có, Long An sẽ thực hiện lấy được 120.000 mẫu mỗi ngày. Đây là số lượng cán bộ y tế có thể quy động lấy mẫu tối đa. Tuy nhiên, trên thực tế, đội ngũ cán bộ y tế tại các địa phương còn phải triển khai công tác khoanh dùng, truy chết và chập dịch. Tuy nhiên, giới năng lực thực hiện xét nghiệm của Long An đang dao động khoảng 12.000 đến 16.000 mẫu một ngày, do đó sẽ điều tiết lực lượng lấy mẫu theo năng lực xét nghiệm.